giờ mình quay cho cả nhà coi nha. Hồi xin là vô quán cà phê. Không phải bố mà. Bên hông nè. Ba là ba bảy vô đó quay đây vô này nè chị Xôi, vô đó qua chị Xôi, vô đó quay à. Để chú với chú Liêm quay cho chị Tám này nè, quay cho cả nhà coi nha, quay nè, quay nó chật hết này. Máy quay đây hả? Rồi có chụp hình gì không? Có chụp hình gì không? Trời, cái máy này quay sướng quá ta. Anh theo cái máy của chị Tám luôn nè, chụp hình nha không? Ở đây thì tới quay xong rồi chụp. Chụp boy nữa. Rồi đứng vô đi, đứng vô đi. Chỗ này mở mật khẩu sao đây cha nội ơi? Không có mở mật khẩu. Không có mật. Nó bình thường. Trời, cái cây đẹp ghê chưa? Ây da. Đúng rồi, đứng sát bên bà Xu là đúng rồi. Đó. Mới cầm lấy điện mấy chị ơi. Bỏ khẩu trang ra chú. Chụp coi luôn đi chú Hai. Bỏ khẩu trang ra. Ờ, mở khẩu trang ra nha dì Ba. Chị ơi. Mở khẩu trang ra nha chú. Nãy giờ. Chụp tấm mấy thằng em xếp em chụp cho này. Cho nó đẹp. Cái máy quay vậy qua cái máy đi ha, thở lên cái máy luôn. Cái máy nó sao tắt rồi chị? Rồi nó tắt vậy chứ nó cũng đang quay bình thường. Ủa vậy hả? Tức là hai tay. Sao ngộ vậy? Sao ngộ ha. Rồi đứng im nha, đứng im để em canh lấy cục đá này. Chụp tấm máy thợ đi mà làm kỷ niệm này, làm cho mỗi chị một tấm nó. Đứng im nha, lấy nhiều góc lắm á. Chưa, chị quay à. Quay 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 phim nha. Chụp hình lấy liền lên mấy chị ơi. Ủa sao cái máy này nó tắt mà vẫn quay hả chị? Vẫn quay nè. Bây giờ mình lấy nè. Đi ra chỗ bờ hồ kìa quay mới đã. Bây giờ đi ra. Đi gì đi vô. Mình quay cho cả nhà coi. Hồng môn hả? Hồng môn Đà Lạt bự quá. Mà lớn quá đấy. Đâu có như mình. Cái góc kìa, đúng rồi, mình để bàn hả? Nào này, để bộ ai vậy?